Nếu không tắm trong một tuần, bạn có thể tưởng tượng cơ thể của mình sẽ như thế nào không? Một chương trình của Mỹ, vì để cho mọi người biết được tầm quan trọng của vệ sinh. Đặc biệt mời đến anh chàng chuột bạch này và một tiến sĩ phụ trách tra tấn anh ấy. Tại sao lại nói là tra tấn? Sau đây thì bạn sẽ biết vị tiến sĩ này ma quỷ như thế nào. Mình sẽ giới thiệu sơ lược qua về quá trình thử nghiệm này. Đầu tiên, Max sẽ đi cùng với tiến sĩ, hoạt động chạy nhảy như bình thường. Đến tối tiến sĩ thu thập các mẫu từ anh, lấy đi để nuôi dưỡng trong vòng một tuần. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thấy rằng nếu không tắm trong một tuần, con người sẽ biến thành như thế nào. Nhưng ai mắc bệnh sạch thì đừng nên xem nhé. Điều đầu tiên làm sau khi thức dậy, đương nhiên là phải đi vệ sinh. Phải nói rằng, tinh thần của anh thực sự mạnh mẽ, bị một nhóm người vây quanh nhưng vẫn thoải mái đi vệ sinh. Sau khi đi xong, đang muốn dội nước thì bị tiến sĩ ngăn lại. Ông ấy bật đèn UV lên, nhấn nút xả nước trong bồn cầu thế mà bắn ra ngoài, nhỏ giọt khắp nhà vệ sinh. Tiến sĩ cũng giải thích, có 300 đến 500 triệu vi khuẩn trong một cái bồn cầu. Những chấm nhỏ màu xanh này là vi khuẩn trong bồn cầu. Vì vậy, mọi người sau này khi xả bồn cầu, nhất định phải đậy nắp bồn cầu xuống, nếu không thì những vi khuẩn này sẽ nâng niu mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh của bạn. Tiếp theo, tiến sĩ bắt đầu hành hạ anh chàng chuột bạch này rồi. Ông ấy yêu cầu anh đánh răng bằng bàn chải bị phủ đầy vi khuẩn. Điều này khiến anh cảm thấy kinh tởm, không chừng trên chiếc bàn chải đánh răng này có dính mấy thứ trong bồn cầu. Nhưng đã chấp nhận tham gia thì phải làm đến cùng, anh chỉ đành phải lấy bàn chải và đánh răng. Xem đến đây, mình cũng muốn phỏng vấn một chút cảm xúc của khi đó của anh. Bạn nghĩ rằng nhà vệ sinh đã đủ bẩn lắm rồi, nhưng vi khuẩn ở nơi tiếp theo này còn bẩn hơn nhà vệ sinh gấp mấy lần. Bạn có tin không, người ta hay bị hôi chân sau khi tập thể dục, thực ra đó là do vi khuẩn xì hơi. Sau khi xem xong, đúng là kiến thức được mở ra nhiều. Để mô phỏng thêm các hoạt động hàng ngày của con người, tiến sĩ đưa anh đến phòng tập gym, mục đích chỉ có một, đó là làm cho anh tiết đủ mồ hôi. Dù gì thì cứ đến mùa hè, kể cả khi không vận động, cũng nóng để chảy mồ hôi. Có thể nói, mồ hôi và cơ thể con người là không thể tách rời. Tiến sĩ còn đặc biệt mời những người quen giúp anh ấy tập thể dục. Anh nhìn dáng vẻ thoải mái của người phụ nữ bên cạnh, liền nghĩ rằng yoga rất dễ dàng. Kết quả thật bất ngờ, khi đến lượt anh ấy, liền cảm thấy vô cùng mệt. Tiến sĩ nhìn anh đổ mồ hôi nhễ nhại, vô cùng vui, nói rằng đây là kết quả mà mình muốn. Còn nói với anh, mồ hôi là thức ăn tốt nhất cho vi khuẩn. Vi khuẩn trong phòng tập gym nhiều hơn ở trong nhà vệ sinh nhiều. Và vì đặc thù của yoga, phải đi chân trần để tập luyện, lúc này chân sẽ có mùi hôi, nhưng đó không phải là mùi vốn có của chân, mà là mùi của vi khuẩn. Anh đã rất sốc khi nghe điều này, cũng nói đùa, chân của mình là tiệm spa cho vi khuẩn. Sau khi tập luyện xong, anh cũng thấy đói, vì vậy tiến sĩ tốt bụng đã mua cho anh ấy một chiếc xúc xích. Tại sao lại nói tốt bụng? Vì món xúc xích này không phải là chiếc xúc xích bình thường, mọi bộ phận của nó đều đã tiếp xúc gần với ruồi. Và anh chàng cũng không quan tâm gì cả, dù gì thì có rất nhiều quán ăn vỉa hè đều bị ruồi đậu vào, không sạch sẽ nhưng ăn vào cũng không sao. Nhưng những lời sau tiến sĩ trực tiếp khiến anh cảm thấy rùng mình, nếu ruồi đậu trên cứt chó, nó cũng không bận tâm, vì chúng thích cứt chó. Điều đó có nghĩa là xúc xích trên tay anh, trên đó có thể có vi khuẩn của cứt chó, như vậy thì sao dám ăn nữa. Nhưng khi nghĩ đến lời hứa mà mình đã hứa trước đây, chỉ đành nhắm mắt và ăn nó. Phải nói rằng anh thật sự can đảm. May thay, trong cơ thể của chúng ta có một hệ thống miễn dịch rất mạnh, vì vậy khi thằng ăn mấy thứ đồ này thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiếp đó tiến sĩ lại nảy ra một ý để tra tấn anh, và đó là một ý tưởng tuyệt vời, thật sự nhìn thấy phải vỗ tay tán thưởng ngay. So với con chó hay liếm đít nó, bạn nghĩ rằng lưỡi của con chó bẩn hơn? Hầu hết mọi người đều cho rằng lưỡi chó bẩn hơn, nhưng kết quả thử nghiệm lại khiến người ta kinh ngạc. Là người bạn trung thành nhất của con người, việc mà chú chó thích nhất chính là chảy nước miếng khi chơi đùa với bạn. Đôi khi chúng liếm những con vật khác, đôi khi cũng tự liếm mình. Vậy chó có thực sự bẩn hơn người không? Tiếp theo chúng ta hãy cùng xem lưỡi người và chó rốt cuộc ai kinh hơn ai. Tiến sĩ lấy ra một tấm kính, vết bơ đậu phộng lên mặt trái và mặt phải của nó. Để anh và con chó liếm bơ, anh và chú chó đã có một cuộc tiếp xúc thân mật. Lúc này tiến sĩ lấy dụng cụ xét nghiệm ra, chỉ cần thông qua giá trị kiểm tra là có thể thấy lưỡi của ai bẩn hơn. Nếu giá trị từ 1 đến 9, tức là vô cùng sạch sẽ. Nếu từ 10 đến 30, điều đó có nghĩa là có một số vi khuẩn trên đó. Nếu bạn trên 30 tuổi, đó là nơi tồi tệ nhất của vi khuẩn. Đối với kết quả kiểm tra, anh vẫn rất tự tin. Dù sao thì anh đánh răng mỗi ngày. Với âm thanh bíp của chiếc máy, kết quả kiểm tra khiến người ta căng thẳng đã có. Màn hình hiển thị giá trị 31. Và nếu lưỡi của anh là một cái đĩa, vậy thì chiếc đĩa đó không thể dùng để ăn được, phải rửa sạch nó. Phía bên kia kết quả kiểm tra của chú chó cũng đã có, chỉ có 22. Hóa ra lưỡi người còn bẩn hơn cả lưỡi chó. Đúng vậy, bẩn hơn nó nhiều. Nhìn Lola đang làm gì kia. Thử nghiệm của tiến sĩ cũng đã kết thúc. Mệt mỏi cả ngày trời, anh chàng chuột bạch vẫn chưa được nghỉ ngơi, bởi vì tiến sĩ muốn từ trên người của anh trích xuất mẫu vi khuẩn để nuôi cấy. Một tuần sau, anh cuối cùng đã có thể nhìn thấy kết quả của sự nuôi cấy. Các bạn sẵn sàng chưa? Bây giờ những gì bạn thấy là người không tắm trong một tuần. Hậu quả của sự phát triển vi khuẩn trên cơ thể, nhiều màu sắc và rất đáng sợ. Không biết còn nghĩ đây là nghệ thuật vẽ trên cơ thể người. Và điều mình nghĩ bây giờ là nhanh chóng đi tắm thôi. Xem đến đây, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tiến sĩ này chỉ đang làm to chuyện lên. Nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn, nếu thật sự bị bệnh gì đó, vậy thì chỉ có ngồi khóc thôi. Và đại dịch hiện giờ vẫn chưa kết thúc, chúng ta nên chú ý nhiều hơn về vấn đề vệ sinh. Nhanh chóng gửi cho mấy người bạn lời tắm bên cạnh các bạn thôi, để cho họ thấy hậu quả của việc ở bẩn là như nào. Đón Tết Hổ Vàng ngập tràn ưu đãi, ốp lưng iPhone chỉ từ 9K, giảm đến 50% cho tất cả các sản phẩm. Nhận ngay 15K khi follow shop, với hàng ngàn voucher vô cùng ưu đãi. Cứ mua đi, ngại chi về giá.